Chào quý vị, trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumont ngày hôm nay. Trên bàn có một cái sản phẩm mà cách đây một tuần Ngọc Nhi có giới thiệu đến quý vị. Đó là một cái bộ cream làm từ trứng cá hồi của Đức và làm từ những cái chất rất là độc đáo mà đứng đầu thị trường ở bên Đức hiện nay. Thưa quý vị, sau thời gian một tuần Ngọc Nhi phân phối, đúng là gần 2 tuần rồi quý vị, thì Ngọc Nhi có được khoảng 90% những khách hàng order đợt rồi đó. Người ta gọi vào, ta nói rằng thật sự rằng nó work quá mau, quá mau. Thì thưa quý vị, rất là nhiều câu hỏi người ta đặt hỏi Ngọc Nhi rằng cái chất gì trong đó. Tuy rằng Ngọc Nhi đã nói rồi ở trên TV rồi, trên livestream rồi, nhưng mà người ta vẫn không nhớ. Thưa quý vị, ngày hôm nay một lần nữa Ngọc Nhi lặp lại và giới thiệu quý vị, đây là một cái sản phẩm cực kỳ độc đáo và cực kỳ mạnh, dùng để tái tạo tế bào gốc cho da và nuôi lại những cái mầm tế bào của da quý vị. Thưa quý vị, như quý vị biết đó, ở Đức đó rất là nổi tiếng về sản phẩm tế bào gốc. Nếu quý vị muốn mua sâm thì phải về Hàn Quốc, bởi vì cái địa lý ở đó, cái đất ở đó nó tạo những cái sản phẩm sâm đứng đầu. Rồi quý vị muốn tế bào gốc phải về Đức, muốn nghệ, muốn gừng thì phải về Việt Nam hoặc là Ấn Độ. Tùy theo cái vùng đất đó mà những cái cây người ta trồng ở đó nó tác dụng thế nào. Thì thưa quý vị, nếu một lần nữa quý vị muốn tái tạo da nhanh, mạnh và an toàn, hãy dùng những sản phẩm được làm từ tế bào gốc của Đức, bởi vì Đức là một trong những viện nghiên cứu tế bào gốc của da đứng đầu thị trường thế giới hiện nay. Thưa quý vị, trên bàn quý vị là cái bộ cream Caviar. Đây là một cái bộ cream, nó gồm có 3 chai. Thứ nhất đó là một cái chai ban ngày, một cái tube ban ngày đó, rồi kế đến nữa đó là cái tube ban đêm, và kế nữa chính giữa là cái chai serum. Chai serum này đó quý vị, nó cực kỳ mạnh, nó mạnh gấp 10 lần đến 12 lần những loại serum thông thường ở thị trường, bởi vì nó được bào chế từ chất như vitamin A. Vitamin A được chiết xuất chính là retinol đó quý vị, thì nó làm trắng da, làm đều những cái đốm trên da quý vị. Và cái độc đáo của nó là nó có tế bào gốc của trứng cá hồi ở trong đó. Thì Ngọc Nhi sẽ phân tích từng phần cho quý vị. Nếu quý vị nào có một cái làn da mình bị dày nè, bị thô nè, bị lão hóa nặng. Lão hóa nặng là gì? Lão hóa nặng là những cái làn da mà quý vị thấy trên da quý vị bắt đầu cái màu nó không được tươi như ngày xưa nữa, những cái đốm nó nhiều hơn. Thông thường đó thì phụ nữ nói là chỉ bắt đầu trổ đồi mồi, chỉ bắt đầu trổ tàn nhang và bắt đầu nám. Thưa quý vị, cái đó không phải là nó trổ, mà là cái da quý vị nó ở giai đoạn lão hóa thứ nhất, thứ nhì hoặc thứ ba. Thì ở giai đoạn nào chúng ta cũng repair và sửa chữa nó được hết. Nhưng quý vị cần phải tìm hiểu đúng những cái loại cream đặc biệt là dùng để repair, là để sửa chữa lại những cái tế bào đã hư cũ đó. Thì bây giờ thưa quý vị, mời quý vị nhìn lên màn hình. Với một cái chai, một cái tube là kem ban ngày. Thưa quý vị, trong cái kem ban ngày này nó có chất gì và chất đó tác dụng thế nào với da quý vị? Thì quý vị sẽ giới thiệu quý vị. Thứ nhất, trong cái kem ban ngày này được làm từ cái chất như là sunflower seed oil, có nghĩa rằng các thành phần ở trong cái hạt của cái hoa hướng dương, nó giúp trong đó có chất vitamin E nè, là làm tươi da, sáng da, vitamin E A nè là phục hồi tổn thương da, làm trắng da, vitamin C là làm trắng da, nuôi da, tăng đề kháng cho da, và vitamin D. Thưa quý vị, vitamin E đó nó hấp thụ vào da rất là dễ và nó ngăn được cái tác hại của cái tia cực tím lên da quý vị. Nó giúp giảm tác hại mà tạo tế bào hư. Thưa quý vị, thì trong này đó là nó tăng cường sức sống cho da ở cái chai cream ban ngày, ở cái tuyết cream ban ngày là tăng cường sức sống cho da, giúp tế bào quý vị không bị áp lực của tia UV là tia nắng làm cho và hư tế bào. Đồng thời nó tăng cường cái hệ tuần hoàn cho da để giúp da mình mơn mởn. Thì cái đặc biệt như thấy quý vị nè, cái hay nhất của Nguyên chỉ hôm nay mà thành công lắm, đó là quý vị dùng cái tube kem ngày đó, quý vị thoa ở dưới và sau đó dùng cái kem Glamour Beauty Cream thoa lên trên, chắc chắn quý vị có một cái làn da cực kỳ hoàn hảo, cực kỳ đẹp mà mọi người sẽ ngạc nhiên. Thưa quý vị, Glamour Cream là một cái loại cream á, là nó làm từ dầu gan cá mập, nó giúp da quý vị chống lại cái tia cực tím. Kết hợp với là trong cái chai caviar hồi nãy đó, nó có một cái chất là từ cái dầu sunflower, là từ cái dầu của hoa hướng dương, nó giúp cho quý vị
không bị bắt nắng bởi tia cực tím, rồi tái tạo tế bào da, nuôi da và dưỡng da và giúp da tăng cường cái immunization, là tăng cường chất đề kháng cho da. Cho nên da quý vị sẽ không bị tác hại khi quý vị đi ra ngoài đường ban ngày. Cách Ngọc Nhi dùng đó là Ngọc Nhi dùng cái cream ban ngày này, là cái chai cream ban ngày đó, trong màn hình quý vị sẽ thấy cái chai day cream đó, thoa một lớp mỏng lên da quý vị, và sau đó thoa cái kem hột gà này lên. Thường gọi là kem hột gà, là một cái loại cream là Glam Beauty Cream. Thì sau đó quý vị chỉ cần make up, là cần chỉ cần quý vị không cần đánh phấn luôn, không cần chống nắng luôn. Có thể không cần chống nắng nếu mà kỹ thì sức chống nắng, nhưng mà bình thường Ngọc Nhi dùng thì không cần chống nắng. Bởi vì trong cái Glamour Cream này nó có một chất giúp da quý vị là không bị bắt nắng và không bị tác hại bởi tia UV. Và cộng với kết hợp của cái chai ban ngày của cái bộ caviar này, nó cũng không tác hại tia UV được luôn. Cho nên là quý vị được double protection, là được bảo vệ gấp đôi lên bởi hai chất chống tác hại của tia mặt trời. Thưa quý vị, cái chai ban ngày đó, day cream đó, Ngọc Nhi rất là mê. Ngọc Nhi đã bắt đầu đổi qua dùng nó là khoảng 3 tháng trước khi ra thị trường cho quý vị. Quý vị thoa một lớp mỏng lên kem ban ngày này, sau đó thoa cái Glamour Beauty Cream lên trên, rồi đánh má hồng lên là xong. Một làn da quý vị sẽ mịn nè, sẽ mượt nè, mà thấy không tì vết gì hết, rất là đẹp. Và cái quan trọng nhất là cái người đối diện quý vị đó, người ta không biết rằng quý vị đang trang điểm, bởi vì nó quá tự nhiên, nó quá mịn. Và tâm lý quý vị rằng suốt ngày hôm nay chúng ta đã được bảo vệ, double bảo vệ bằng hai cái chất mà nó chống cái UV không vào được da quý vị. Độc đáo không quý vị? Đó là cái ban ngày. Rồi trên màn hình lại hiện ra cái chai kem ban đêm. Thì đây là cái bộ kem ngày đêm luôn. Thì nói về kem ban đêm trước. Thưa quý vị, kem ban đêm đó là tác dụng thế nào? Trong cái tiếp kem ban đêm, nó có những cái chất trùng với kem ban ngày. Chẳng hạn như là sunflower seed, là dầu hoa hướng dương nè, tinh chất dầu mè nè. Rồi thưa quý vị, đặc biệt nữa là nó có nhau trứng cá. Thì dầu mè là gì? Quý vị biết dầu mè nhiều rồi. Mà trong dầu mè nó có 5 cái chất cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là ngăn ngừa nhiễm trùng da do vi khuẩn. Thứ nhì, sửa chữa tế bào bị hư hại. Thứ ba, làm chậm quá trình lão hóa da. Thứ tư, dùng để dưỡng ẩm sâu. Và cuối cùng là giúp sáng da. Trong đó có chất dầu hạnh nhân. Dầu hạnh nhân là một cái chất chứa vitamin A cực kỳ mạnh và cực kỳ cao, được gọi là retinol. Thì theo những cái nhà nghiên cứu cho biết đó, cái dầu hạnh nhân nó giúp làm đều màu da, ngăn ngừa nếp nhăn, trở thành một cái giải pháp tự nhiên giúp da tươi trẻ sáng mịn. Đặc biệt là dầu hạnh nhân sẽ loại bỏ vết thâm, bởi vì nó quá giàu vitamin E, cho nên nó thúc đẩy làn da quý vị tươi hơn, mạnh hơn, và đặc biệt là nó loại bỏ những vết thâm chung quanh quầng mắt quý vị. Đây là một loại kem duy nhất ở thị trường, vừa là dưỡng da, vừa làm trắng da, vừa lấy những vết thâm trên da, vừa bảo vệ da, vừa xóa những đốm tàn nhang trên da, và đặc biệt là xóa thâm quầng mắt cho quý vị luôn. Thay vì phải tốn tiền đi mua một cái loại kem dưỡng quầng mắt nữa, cái này không cần. Quý vị dùng một mình nó thôi là chống thâm quầng mắt, làm mờ vết thâm trên da mắt quý vị, và đặc biệt là mất những vết nhăn. 81% những vết nhăn xung quanh mắt sẽ giảm sau 21 ngày, là nghĩa là khoảng 3 tuần lễ. Thì đó là một cái hũ kem ban đêm. Thì trong cái cream ban đêm nó có cái chất gọi là retinol, là một cái chất làm trắng da. Mà cái viên retinol của Gummy của Billmore đang nổi tiếng thị trường Mỹ là uống viên thuốc làm trắng da. Thì trên màn hình quý vị là cái hũ kem ban đêm, thì có hình cái mặt trăng đó quý vị, đó là dùng cho ban đêm. Nó sẽ bảo vệ da quý vị, và đặc biệt nhất là nó giúp tái tạo da quý vị lại bằng dầu mè. Quý vị biết dầu mè rồi, 5 chức năng của dầu mè tuyệt vời nhất là chậm quá trình lão hóa cho da, rồi lại làm tươi da, làm đều màu da, xóa những vết thâm xung quanh quầng mắt và những vết thâm trên da quý vị, làm mờ những đốm nhăn, và đặc biệt là dưỡng ẩm sâu. Rồi dầu hạnh nhân cũng vậy. Dầu hạnh nhân người ta đã dùng làm những cái chất mà tẩy trắng da an toàn ở những mỹ viện nổi tiếng ở Đức Quốc. Bởi vì nếu mình dùng mỗi ngày dầu hạnh nhân, nó sẽ làm da mình trắng, mượt, mịn màng và không hề để lại những cái tác hại của hóa chất. Thưa quý vị, thì cái ban đêm nó có đó.
Vì thấy không, trong ban ngày nè, dạo hướng dương nè, rồi vitamin E, vitamin A, vitamin C, vitamin D nè, rồi ban đêm đó là dầu mè nè, dầu hạnh nhân nè, rồi dầu hướng dương nữa nè, quý vị thấy không? Rồi, đó là những cái sản phẩm mà cực kỳ an toàn, được làm từ tế bào gốc thực vật của Đức Quốc, công ty Moa độc quyền sản xuất và phân phối tại Hoa Kỳ. Bây giờ trở về cái chai serum. Trên màn hình xuất hiện một cái chai serum. Quý vị, đây là một loại serum đậm đặc nhất thị trường hiện nay. Và đặc biệt nhất, cái serum này đó, nó mạnh lắm quý vị. Nếu quý vị nào mà mình có một cái làn da là mỏng nè, từng tẩy trắng da bởi những sản phẩm tẩy trắng thông thường ở thị trường, thì quý vị khoan dùng nó, quý vị phải dùng cái kem dưỡng ngày đêm trước 1 tuần hoặc 10 ngày để da quý vị nó khỏe tế bào. Sau đó mình mới dùng chai serum lên. Thú vị, chai serum này có những chức năng gì và tác dụng gì? Chai serum này nó có đủ những cái chất của ban ngày và của ban đêm, là dầu mè, dầu hạnh nhân, dầu hoa hướng dương, vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin D. Đặc biệt trong này một chất đậm đặc là nhau trứng cá hồi của Đức. Thú vị, nhau trứng cá hồi, những cái người diễn viên nổi tiếng, những người celeb của Hoa Kỳ đó, hay của thế giới, người ta hay đi những cái mỹ viện đó là đắp cái trứng cá hồi tươi, một liệu trình đắp từ 1.000 đến 5.000 tùy theo cái mỹ viện nó charge. Nhưng mà nhau trứng cá hồi có tác dụng gì? Thú vị, mời quý vị xem cái chai trên màn hình và mình sẽ giải thích quý vị là nhau trứng cá hồi có tác dụng gì. Thú vị, trên màn hình là cái chai serum. Thì trong chai serum này đó thưa quý vị, nó có đặc biệt nữa là nhau trứng cá hồi kết hợp với một cái chất chiết xuất từ cái hoa loa kèn đỏ, cái hoa kèn đỏ. Hoa loa kèn đỏ được chiết xuất từ nguyên cây, nó gọi là một cái loại thực vật có hoa thuộc cái loại hoa loa kèn. Thì cái hoa loa kèn này đó, cái tác dụng của nó đó là chặn lão hóa da và làm sáng da rất là nhanh. Sáng ở đây phải là trắng mà là prime cái da của vị lên. Một làn da mà khỏe đó, mà mịn á, mà mượt đó thì nó sẽ làm cái da của vị rất là sáng, là nhìn là thấy thấy sáng, thấy bóng lên liền. Thì trong cái serum này tuyệt vời nhất. Thì quý vị cách dùng thế này. Ban ngày ha, quý vị dùng cái kem day cream, một lớp mỏng lên da để protect cho quý vị không bị tác dụng bởi tia UVA, UVB và để phát sinh tế bào, là cái kem ban đêm, ban ngày. Sau đó quý vị dùng cái Glamour Beauty Cream đưa lên trên để vừa trang điểm mà vừa dưỡng da. Đặc biệt nữa là cái Glamour Beauty Cream này đó, là thưa quý vị, hoặc là quý vị dùng stem cell hay là siêu cream cũng được. Nhưng Ngọc Nhi khuyên quý vị là nên dùng cái Glamour Beauty Cream tốt nhất đó, bởi vì cái Glamour Beauty Cream này đó là nó có một cái chất làm từ dầu gan cá mập. Nó sẽ giúp quý vị bảo vệ da quý vị tránh khỏi tác động của tia UVA, UVB. Cho nên dùng cái Glamour Beauty Cream lên trên là tuyệt vời, mà là trang điểm luôn, cho nên không cần trang điểm nữa. Lúc này quý vị chỉ cần phủ lớp phấn nhẹ hoặc không cần phủ luôn, là quý vị chỉ cần đánh má hồng lên, tí màu mắt màu son là xong. Nhưng cái tâm lý quý vị, cả ngày hôm nay cái da của bạn đã được double bảo vệ bởi hai cái chất mà chống áp lực của môi trường và chống áp lực của tia nắng mặt trời. Rồi ban đêm về rửa mặt, sau đó dùng cái kem ban đêm lên đó, và đặc biệt nữa là dùng serum ở dưới rồi dùng cái ban đêm lên trên. Nếu quý vị nào có làn da nhạy cảm bởi vì đã tẩy trắng quá nhiều, lột da quá nhiều hay là bị tổn thương nặng, thì quý vị khoan dùng cái serum. Quý vị dùng kem ngày, dùng kem đêm khoảng 1 tuần đến 10 ngày để cho da quý vị nó khỏe trước đi, nó có tế bào sống, tế bào mới, tế bào nó tươi đi và nó có chất đề kháng của da đi. Lúc này quý vị mới dùng cái serum lên trên. Thưa quý vị, cái serum này nó đặc biệt là quý vị chấm ở quầng mắt trước, rồi sau đó thoa đều khuôn mặt, thì những cái vết thâm quầng mắt nó cũng sẽ được giải quyết, nó sẽ được làm mờ dần. Đặc biệt, nhiễu 2 giọt xuống cổ quý vị, thoa đều cổ quý vị, những cái vết nhăn trên cổ nó sẽ săn lại, nó sẽ bớt nhăn. Và hay nhất nữa là cái da cổ quý vị nó mượt và nó sáng rất là mau. Rất nhiều chị em phụ nữ chúng ta có cái thói quen là trang điểm cái mặt mình rất là đẹp nhưng mà quên cái da cổ mình, cái màu nó không được tươi, thì mặc đồ hở cổ nó hơi ngại, với là những cái lằn răng nhăn trên cổ mình sẽ thấy. Cho nên quý vị cần phải dùng 2 giọt serum thoa đều cổ xuống cái ức, cái ngực của mình. Để chi? Để làm đều màu da cổ.
sáng da cổ và săn chắc và tươi luôn. Thưa quý vị nghĩ đi, trong một cái hũ cream mà nó có cái ngày nè, cái đêm nè, rồi có cái dưỡng quần mắt luôn nè, dưỡng da cổ luôn nè, và dưỡng da mặt luôn nè, nó quá tuyệt vời. Một bộ ba chai này giá là 180 đồng, quý vị dùng được từ 1 tháng đến 2 tháng lận quý vị ơi. Và đặc biệt ngày hôm nay nếu quý vị gọi vào, quý vị sẽ được tặng miễn phí cái hộp Glamour Beauty Cream. Sẽ được tặng miễn phí. Quý vị có thể chọn là Glamour Beauty Cream hay là Seal Cream, tùy theo quý vị. Quý vị thích thì quý vị mua một hộp cream 180 đồng, quý vị sẽ được giảm 80 đồng bằng cách tặng quý vị một cái hũ Glamour Beauty Cream hoặc cái hũ Seal Cream. Thì quý vị gọi ngay bây giờ để được cái đặc biệt này nha quý vị nha. Số phone quý vị gọi vào công ty Billmore là 1-888-933-7624, 1-888-933-7624, hoặc vào foreverbillmore.com. Thì quý vị sẽ được chương trình đặc biệt đó. Thì thưa quý vị, đây là cái bộ cream mà Ngọc Nhi rất là tâm đắc và Ngọc Nhi thích, rất là thích dùng mỗi ngày. Quý vị thấy không? Cái hộp rất là sang trọng, làm quà sinh nhật thật là sang trọng. Mua ngay bây giờ, quý vị được tặng kèm một cái hũ cream. Quý vị có thể tặng hũ cream cho bạn, giữ bộ này cho mình, hoặc tặng bộ này cho bạn, giữ hũ cream cho mình. Thì quý vị được giảm như là 180 mà được giảm 80 đồng rồi. Rất là rẻ quý vị. Đó, mình mua 2 tặng 1 thì mình ngán. Đó, nhưng mà quý vị được tặng như vậy thì nó đỡ ngán lắm và quý vị sẽ có được 2 sản phẩm. Nhưng như hay nói quý vị đó, một cách mà làm cho quý vị sáng da, trắng da, an toàn nhất là hãy dùng những cái loại cream làm từ thực vật hoặc từ những cái tế bào gốc. Quý vị đừng có vội đi mua những cái loại cream mà tẩy trắng da. Ngọc Nhi có rất nhiều khách hàng là nạn nhân của những công ty mỹ phẩm chuyên bán những cái loại mỹ phẩm mà làm trắng da cấp tốc, tẩy trắng da nhanh. Quý vị biết cái làn da mình mà dùng quá chất nhiều quá, nó sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng bởi vì nó nằm bên ngoài cơ thể chúng ta và nó trực tiếp tiếp xúc với lại tia nắng mặt trời, trực tiếp tiếp xúc với cái môi trường độc hại xung quanh quý vị. Vì vậy, hãy cẩn thận trước khi quyết định làm trắng da. Thưa quý vị, một làn da đó không cần phải trắng mới đẹp. Một làn da chỉ cần mượt mà, khỏe khoắn, tươi và sáng là đẹp rồi. Quý vị thấy nè, có những người mẫu da đen, da màu, họ làn da họ rất là sậm màu, nhưng mà họ cực kỳ đẹp làn da. Ngọc Nhi đã từng chứng kiến một người phụ nữ trước mặt Ngọc Nhi. Cô ta là người Somalia. Cái đứa da cô ta đen thật là đen, nhưng mà thật sự Ngọc Nhi nhìn hoài không chán. Lỗ chân lông dường như là không có, nó khít rịch và nó mượt và đặc biệt là nó bóng. Thì cô ta dạy Ngọc Nhi thế này. Cô ta nói đó là, nhưng chúng tôi không thể nào làm trắng da được, nhưng chúng tôi làm đẹp da được. Quý vị cũng vậy. Quý vị có nhiều khi quý vị không làm trắng da được, bởi chúng ta là người châu Á, chúng ta là người da màu nữa, chúng ta có những màu đậm, màu lợt, người da vàng. Ít có ai được trắng da lắm, nhưng mà hãy giữ làn da bóng mượt là đẹp rồi. Quý vị thấy không? Có nhiều phụ nữ đó, nước da bánh mật, nước da bánh ít, nhưng mà không tì vết, rồi bóng mượt rất là đẹp, thì hãy dùng tế bào gốc để giúp thứ nhất làn da của mình chặn lão hóa, không bị lão hóa tiếp tục. Thứ nhì, nuôi lại tế bào của da. Khi tế bào da sống, khi tế bào da tươi, khi tế bào da được phát sinh đầy đủ, thì tất nhiên những cái đốm trên da quý vị đã bị lão hóa ngày xưa dần dần sẽ bị những tế bào mới mọc lên lấp dần đi. Khi đó, một thời gian sau, quý vị sẽ có một cái làn da mượt mà, không tì vết nhưng nó an toàn. Bắt đầu quý vị tái tạo da được rồi, từ thời điểm đó trở về sau, 5 năm, 10 năm sau, quý vị không có lo bị nám trở lại. Còn nếu quý vị mà đi mua những cái loại cream tẩy trắng da nhanh, thường thường tâm lý chúng ta đó, nghe hãng nào nói, ở đó nó là bán kem trị nám hay lắm, nhanh lắm, có 2 tuần là sáng da, quảng cáo càng nhanh. Quý vị càng đặt câu hỏi rằng, chất gì ở trong đó mà nó trắng nhanh như vậy? Một sản phẩm an toàn, không bao giờ tẩy nhanh một làn da được. Bởi vì cái sản phẩm đó, nó phải giúp da quý vị tái tạo lại mầm tế bào. Khi tế bào gốc của quý vị đã được mọc nhiều trên da, thì tự nhiên cái làn da quý vị sẽ được sáng, sẽ được căng, sẽ được bóng và mịn màng.
Còn nếu quý vị gấp thì quý vị sẽ có hậu quả nhiều hơn là hiệu quả. Một lần nữa, Ngọc Nhi tha thiết khuyên quý vị hãy cẩn thận trước khi bôi những cái loại cream mà làm trắng da quý vị. Công ty Billmore không hoàn toàn không có những chất làm tẩy trắng da. Chúng tôi luôn luôn giúp quý vị, thứ nhất là chặn lão hóa, tìm hiểu nguyên nhân lão hóa và phục hồi tế bào da quý vị. Bởi vì một lần quý vị được Billmore chữa trị cho làn da quý vị thì một đời quý vị không có lo bị nám trở lại, bởi vì tế bào mới cứ tiếp tục phát sinh trên da quý vị. Quý vị gấp một lần đi tẩy trắng da, một lần đi lột da thì cả đời quý vị sẽ phải lo âu và sẽ phải tốn tiền vì đi chỉnh sửa cái làn da đã bị tổn hại vì hóa chất. Ngọc Nhi luôn luôn, luôn luôn tâm niệm rằng người phụ nữ đã đặt cái làn da cũng như sắc đẹp lên tay của Ngọc Nhi trên công ty Billmore, thì Billmore phải làm cái thế nào để đáp lại. Ngọc Nhi có nhắc quý vị rồi là hãy cho chúng tôi niềm tin. Chúng tôi sẽ cho quý vị 100% sự hài lòng. Và sự hài lòng của quý vị là thành công của chúng tôi. Cho nên hãy thử gọi vào Billmore ngay ngày hôm nay, order cái bộ cream tế bào gốc, đa tế bào gốc thực vật được kết hợp với nhau trứng cá hồi của Đức để tái tạo lại, phục hồi lại, sản sinh lại và nảy mầm lại những tế bào da của quý vị, của chính bản thân quý vị. Một lần quý vị dùng, quý vị sẽ thấy chỉ sau khoảng 5 đến 7 ngày, rõ ràng da quý vị nó mượt thấy rõ và nó sáng thấy rõ luôn. Và nếu quý vị tiếp tục nuôi nó thì nó sẽ vĩnh viễn về sau mà không có lo nữa. Quý vị hãy gọi ngay bây giờ 1-888-933-7624 để được mua một bộ, một cái set gồm có kem ngày, kem đêm và serum. Serum cả khuôn mặt luôn, cho mắt, cho cổ chung luôn. Một bộ như vậy là 180 đồng sẽ được tặng lại 80 đồng bằng cái hũ Clamor Beauty Cream. Hoặc quý vị chọn cái hũ Siêu Cream cũng được, tùy theo da quý vị khô nhiều hay khô ít. Nếu quý vị da khô, quý vị nên chọn xin cái Siêu Cream. Nếu quý vị là da bình thường, nên chọn cái hũ Clamor để trang điểm ban ngày. Hoặc quý vị không xài Siêu Cream ban ngày được thì quý vị có thể xin là cái hộp là 4 trong 1. Thì cái nghĩa là 180 đồng sẽ được tặng một món quà 80 đồng trở xuống. Quý vị chọn bất kỳ cái gì quý vị muốn cũng được hết. Siêu Cream cũng được, Clamor Cream cũng được, hay là quý vị chọn Senra Beauty Cream cũng được. Nếu quý vị là những người của công ty Billmore xài trước kia, một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương Ngọc Nhi, đã tin tưởng công ty Billmore, đã ủng hộ công ty Billmore trong suốt nhiều năm qua. Thì mong rằng đây là cơ hội để giúp quý vị thử tìm hiểu đa tế bào gốc thực vật của Đức kết hợp với là nhau trứng cá hồi sẽ giúp quý vị thành công như thế nào trong cái quá trình là tái tạo lại tế bào da, tái tạo lại sức sống của da và giúp da quý vị nảy mầm lên những cái tế bào mới, hồng xua đi những cái đốm tàn nhang đồi mồi, những cái đốm lão hóa nằm trên da quý vị. Một lần nữa quý vị hãy gọi 1-888-933-7624, 1-888-933-7624. Toàn thể nhân viên trực tổng đài công ty Billmore sẽ giúp quý vị chọn lựa những sản phẩm đi kèm thích hợp cho quý vị khi quý vị được tặng. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Billmore, đã yêu thương Ngọc Nhi trong suốt nhiều năm qua. Kính chúc quý vị một buổi chiều thật vui, thật đầm ấm bên gia đình và người thân. Và hãy gọi ngay bây giờ để được những sản phẩm tuyệt vời, để được trải nghiệm tế bào gốc là gì, tế bào gốc thực vật là gì, và để phục hồi, tái tạo lại sức sống cho làn da của quý vị thay vì quý vị phải đi lột da và tẩy nám suốt cả một đời mình. Rất cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị.